chị tin 100% luôn là cái ngại đen này của em là tốt rồi. Hai ngày hai lần uống thuốc tiểu đường, hai lần uống thuốc huyết áp mà vẫn mệt. Mà từ hôm chị Châu uống ngại đen tới giờ là không hề uống một miếng thuốc nào nữa, thuốc tây nào nữa, mà tuyệt vời, rất là khỏe. Ăn gì bảo nó thuốc tiên rồi mẹ. Đúng là thuốc tiên, uống cái là nó khỏe hẳn người đi rồi. Nguyễn Thanh Hiền, tổng giám đốc. Đấy. Trời, trẻ mà đẹp vậy. Ừ. Chưa có chồng, chưa có bồ gì hết. Em có hai lần mai đi. Như tuổi rồi chị. Khuôn mặt này cả nhà hiền lắm. Ôi, xinh quá thì xinh luôn. Rất là giỏi em à, biết mấy. Mà là tổng giám đốc như cả nhà. À, thì các ngài gia hộ cho con được đoạn trừ được cái chứng bệnh này đi. Thì con nhìn thấy ai bị bệnh, con nghe thấy ai than vào tai con, hoặc con nhìn thấy là con đều làm từ thiện hết. Để con giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Chuyên môn đi cho tiền người ta mổ tim mấy em. Chị uống chỉ cái này thôi, chị không kiêng ăn. Chị phải ăn đầy đủ và chị không kiêng ăn nữa. Chị sẽ sống được hơn 100 tuổi. Cao Anh Trung Vlog, cuộc sống người dân Việt. Thưa cả nhà, Trung đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này thì Trung chuẩn bị đi về Bình Định trong chuyến hồi về quê Bình Định, dẫn mấy đứa nhỏ về quê nghỉ hè cả nhà. Thì Trung có nghe một cuộc gọi của một chị khách hàng, chị đang ở Hồ Chí Minh ở quận 12. Thì chị có liên hệ với Trung để mà ghé qua tới mà thăm nhà chị, với lại chị cũng chia sẻ rồi không biết là sau khi thấy hừng hực lắm, chị vui lắm, chị nói chia sẻ cái bình tình của chị cho mọi người biết tới á, nên Trung cũng sẽ ghé qua đó qua thăm nhà chị luôn. Cả nhà ơi, cả nhà vừa rồi đã mua sản phẩm bên chị Trung thì Trung rất là cảm ơn cả nhà và cũng nhiều bệnh nhân bất bệnh nữa, đó là một tin rất là mừng. Trung cũng lấy làm đó là niềm vui của mình và cũng hy vọng rằng là bà con mình khi mua thì mua đúng bên hàng bên nhà Trung để không có bị nhầm lẫn cả nhà nha. Và ba số điện thoại mà cả nhà mình đặt hàng là số 0907 969783, 0907 791 591, và số thứ ba là 0907 551 415. Đó là ba số điện thoại, có ba Zalo, cả nhà mình có thể là liên hệ và để lại thông tin của mình. Nếu trường hợp mà không liên hệ được thì để lại thông tin là bên nhà Trung sẽ liên hệ lại cho cả nhà nha. Bây giờ thì Trung sẽ ghé đến nhà của chị, đó là chị tên là chị Mai Thanh. Chị ở ngay chỗ chùa Trúc Lâm ở quận 12 cả nhà nha. Chùa Trúc Lâm ở quận 12. Mời cả nhà đi với Trung nha, qua thăm nhà chị Mai Thanh. Cái bà gì nói chị bệnh sao? Nói trời ơi, con có cái bột này thật là thần tiên luôn. Thần tiên luôn hả? Thần tiên luôn. Cái này thật là có duyên. Chị nói thiệt với em á chị. Tắt cái tivi cái gì cho nó nhỏ nhỏ. Vậy hả chị? Một đón đi. Ừ, tắt đi ha. Rồi tắt đi, có phải tắt quạt không? Tắt quạt nó nóng rồi nha. Để cho mát đi, cho mát. Ừ, để chị lấy cái này. Mới uống thôi nha, rất là hiệu nghiệm. Đây, mới uống đây, mới uống được có nhiều đây. Em có thuê tiền quảng cáo không? Gì chị quảng cáo cái gì? Không, chị không có, cái này là sự thật mà. Người thật việc thật. Đây nha, người thật việc thật đây. Dạ. Đi vào đây nè, bị bước, bị hẳn. Để cho gì nói trước đi. Nó bị ấy cái chân này, nó kiểu như nó bị sai cái cơ này. Dạ. Thế là không đi được, cứ cúi này thì giữ chắc cái này đi bước được, vết vết cái chân này. Vào đây nó cho uống từ hôm giờ là mới được cơ. Hôm nay, ý là ngày thứ 5 mà khỏi rồi. Sáng thì bảo nó thuốc tiên rồi mẹ. Đúng là thuốc tiên rồi, uống cái là nó khỏe hẳn người lên rồi. Thế là bây giờ dì bỏ hết cả những cái thuốc tây là dì bỏ hết rồi. Dạ chị là ở ngoài Bắc Ninh. Bắc Ninh. Ừ. Rồi chị kêu dì vô trong này để điều trị bệnh. À, dì vào là vào đám cưới. Đám cưới. À. Là định về nhưng mà bước lên thềm nhà của con dì nó ở dưới chị An á. Thế là không may nó bị nhéo, thế xong hôm nay nên đi chơi, giữ lại nên chơi nhà cháu, xong rồi biết về, định là nên chơi một hai hôm về, nó không cho về, nó giữ ở đây. Ở đây chị bệnh. Ở đây chị đó. Bệnh luôn. À. Là gì mới uống vô? Mới uống được hôm nay là 5 hôm. Nhưng mà chị... Mà uống hiệu quả. Thì nói chung là chị nói vậy nè. Là gì thì rụt rè hơn chị, vậy giờ chị nói, tức là chị thấy gì chị nói đó. Tức là khi mà chị mua thì đầu tiên chị mua cho nhỏ em chị. Là chị biết em rất là lâu rồi, chị coi lâu lâu rồi. Mà chị cũng biết tới em làm thiện nguyện là chị rất trân quý em. Chị rất là trong người chị cứ nói tới. Khi coi đến em có clip mới là chị này, có cái gì mấy người bệnh này khi em đi làm từ thiện, hay là như cái em mà không có tiền ngồi xin mà đặt cái tên ở đây nha, tim á. À,
Trời ơi, cái bữa đó chị coi cái đó mà chị khóc. Chị nói trời ơi, công nhận anh thấy không, có nhiều những người người ta cái lòng người ta tốt như thế này nè, nếu mà không có anh Trung thì thật sự cái anh này không có tiền để mổ tim, để mổ để đặt cái ten vô. Chị rất là quý em. Xong chị mới nói là bây giờ mình thì thật sự ra là mình nghĩ là mình, chị cứ nghĩ là chị bị bệnh trí, thì chị cũng chưa nghĩ tới chị chữa cái đó, tại vì chị đang thì uống những cái đồ chị say hàng ngày đó, thì chị chưa cần mua tới cái đó. Thì chị mới hôm nay em chị đi mổ, mổ nằm ở bệnh viện y học dược á, thì chị mới nói là bây giờ mổ xong về sẽ uống bột ngải đen. Tại vì bột ngải đen chị thấy là nhiều người người ta uống, người ta phản hồi lên á, người ta có mời Trung lên để người ta nói chung là hết bệnh á, yeah. Thì ai cũng là vui sướng hết, tâm là muốn gặp Trung để giống như là đền cái ơn đó, là Trung phải đến cho người ta chia sẻ, người ta giống người ta mừng quá. Thì chị nghĩ vậy, thì chị mới nói thôi bây giờ chị tin 100% luôn là cái ngải đen này của em là tốt rồi. Chị mới nói thôi mẹ ơi, con sẽ mua anh cho Út uống. Thì khi mà Út chưa có uống á, Út nói thôi để cho em uống hết thuốc của bệnh viện đi, rồi em sẽ uống tới nó. Thì nói chung là mới nói vậy thì chị mới khui ra. Chị mua lần đầu là 3 hộp, xong chị mua tiếp 3 hộp là 6 hộp mà chị cho bà dì uống trước. Rồi chị cho mỗi người một hộp hộp, bà con không à, mà ai cũng đau xương, rồi ai cũng đủ thứ bệnh hết. Thì chị cho bà dì này uống trước đầu tiên, thì dì nói tuyệt vời. Là lý do gì cái chân này á, là dì đòi đi dì đau quá, đi mua thuốc giảm đau, chị không cho. Chị nói thôi bây giờ dì cứ uống cái ngải đen này đi, là con bà đạm gì con có tu, con có cái từ trường rất là hay, là dì cứ uống và đi hết 100%. Thế là chị mới pha cho mỗi ngày, tự tay chị pha luôn, chị không để ai pha hết. Thì chị cho dì uống là, em biết không, hôm trước á là hai ngày hai lần uống thuốc tiểu đường, hai lần uống thuốc huyết áp mà vẫn mệt. Mà hôm từ hôm chị cho uống ngải đen tới giờ là không hề uống một miếng thuốc nào nữa, thuốc tây nào nữa, mà tuyệt vời, rất là khỏe. Thì chị nghĩ bụng, trời đất ơi, bây giờ mình làm sao mình kiếm được số điện thoại của Trung ta, mình toàn gặp là bé Ngân với mấy bé kia thôi. Chị mới nói bé Ngân, chị nói thôi Ngân ơi, giúp cô, cho cô số điện thoại của anh Trung đây. Cô cũng muốn có những việc, tại vì là nhiều khi cô có lúc cô làm, cô cũng muốn là chia sẻ, thí dụ như Trung đi làm những cái thiện nguyện mà những nhà người ta khổ quá, thì cô cũng có thể là cô điện thoại trực tiếp cho anh Trung. Đó là sáng cô chị mới nói với bé Ngân vậy, thì nó mới cho số của em đó. Rồi mừng quá, được cái số của em mà điện cho em liền chứ. Quý quá rồi, bây giờ mình điện liền thôi. Ai về đâu, trời ơi, cái phước tới rồi. Tức là tại sao em lại gặp em liền trong ngày nay. Chị nghĩ bụng như thế, trời ơi dì ơi, chắc mình có tu quá. Gặp được ngay em nó đang thì ở thành phố, mà em nó nói là thôi ghé nhà mình luôn để nói chuyện, để giao lưu. Rồi mới lần đầu thì chắc là cái này cũng là duyên, có tu với nhau thì mới gặp nhau mà nhanh như vậy. Đó, chị nói vậy, tự nhiên sáng khiến sao chị xin bé Ngân cái số của em. Rồi sao tự nhiên hôm nay em đang ở đây, thấy chị mừng quá trời luôn. Chị mới điện cho em đó. Dạ, đúng, thật sự là may mắn đó chị. May mắn nếu chị điện trễ hơn chừng vài tiếng là em đi về Bình Định rồi. Đó, thấy không? Em đang đường dẫn mấy đứa nhóc về quê em chơi. Vậy hả? Về Bình Định. Dạ, biển đẹp lắm, dẫn về mấy ngày hè cho nó chơi, mấy ngày hè. Dạ. Xong cái nghe chuyện nói như vậy thôi, em gần thôi em chạy qua cho chị luôn. Rồi kế tiếp là đó bà gì. Rồi chị nói thiệt với em là hồi hôm qua chị mới đặt bé Ngân, chị thấy thuốc này tốt quá rồi, mình không còn nghi ngờ gì nữa. Tức là chị tin 100%, nhưng mà có người, thí dụ như người ta chưa hiểu, người ta không tin, thì mình cứ kệ người ta đi. Thì bây giờ gia đình chị, thì chị cho là bà dì này là thấy trước mắt này, nhỏ em mà ở quận 12, mà ở trên, không phải quận 12, ngay cầu vượt, cái gì đi Củ Chi á. Là hai vợ chồng đó, vợ nó thì bị đau bao tử, mà đau dữ dội lắm, mà không bỏ thuốc ngày nào được. Còn chồng thì bị viêm đại tràng. Thế chị mới hôm qua, mới sáng qua thôi, chị nó mới chở anh đi chụp em trai cái cục máu đông ở trên đầu á. Thế là nó về thì chị bảo là chị tình hình chồng vợ em đau bao tử rồi, lúc này khỏe không như thế nào. Thế là nó mới nói là chị ơi uống thuốc hoài. Chị nói thôi giờ nghe lời chị đi, là chị đang có cái thuốc, đang có cái bột ngải đen này là rất là hiệu quả,
thì chị mới nói là, chị nói là nhân chứng sống đây là uống mới có 5-4 ngày mà hết đau chân. Wow. Hết uống tiểu đường, hết uống huyết áp. Thì chị mới kêu nó lại, chị nói huyết áp cũng giảm luôn ấy. Bỏ hết rồi. Mới 5 ngày bỏ hết. Không dùng thêm thuốc. Không, không dùng nữa. Chị mới nói một câu là nhân chứng sống đây, chị kêu ra. Xong rồi chị mới pha, ngay lúc đó chị pha, cũng may là lúc đó ăn cơm, ăn sáng rồi hay gì, ăn sáng rồi. Thế là chị mới pha, từ tay chị pha, chị mới kêu nó lại, chị nói là pha như này, như cách pha này. Thì giờ em cứ coi chị cách pha này đi, rồi chị sẽ cho hai vợ chồng em uống trong 5 ngày trước, rồi có gì chị sẽ cho tiếp. Thì nó mới uống có hôm qua, trưa hôm qua về thôi. Là nãy chị mới hỏi nè, là uống được mới 3 lần thôi, nhưng mà vợ nó đau bao tử là đã bớt. Wow. Đó em thấy không? Mà chị có nguyện, chị lên bàn Phật chị nguyện, chị nói là con cầu xin các ngài, nếu như mà con cầu xin những người nào biết tới cái bột ngải đen này, nhìn thấy và biết tới và uống đều cho khỏi bệnh hết, tức là cho người ta hợp hết, cho người ta hết bệnh đi, con cầu xin được như vậy. Rồi con cũng có bệnh trí, con hay bị táo bón, con bị trí, thì các ngài gia hộ cho con được đoạn trừ được cái chứng bệnh này đi. Thì con nhìn thấy ai bị bệnh, con nghe thấy ai than vào tai con, hoặc con nhìn thấy là con đều làm từ thiện hết. Đó, chị cũng nguyện như vậy. Thì chị nói thật với em là tới chị, là chị lúc trước á, là chị phải uống cái thằng rau diếp cá, em hiểu không? Yeah. Rau diếp cá nè. Rồi chị xay xay lung tung thứ với sữa ăn, thì nó mới đi cào chuối. Ừ, rất là ngán. Nhưng mà đợt này chị uống cái này nè, mới uống cái này thôi, nhưng mà đi cầu rất dễ. Đó, đi cầu rất dễ. Mà mới đầu là chị uống là cái lưỡi chị nó hơi tê, nhưng mà cái tê đó tức là cái bột ngải mà. Thì mỗi người có mỗi cái, em biết là phản ứng phục hồi của mình. Thí dụ bây giờ chị uống vào, chị bị đau cái bờ vai này đi, thì nó có thể nó sẽ nhốt nhốt, nó đau hơn một chút. Nhưng mà mình đừng sợ, chị sẽ không sợ, tại vì chị nghĩ là bất cứ một cái gì cũng phải có phản ứng phục hồi. Tại vì đúng rồi, thì nó mới tốt cho cơ thể mình. Nó phản ứng như vậy xong rồi, giống như cái mình quét nhà vậy đó, mình phải moi móc ra rồi nó sạch sẽ, thì lúc đó phải mình móc ra cái nhà nó dơ, một hơi mình quét hết ra nó mới sạch. Em nghĩ, chị nghĩ vậy. Nó có bị tê lưỡi hay là nó bị đau hơn, chị cũng vẫn vui mừng là chị uống. Lúc đó cơ thể mình có bị đau nhất thế nào không chị? Tức là chị uống vào á là nó chỉ tê lưỡi thôi. Yeah. Và có những lúc là nó cái chỗ nào của mình mà đau á thì nó đau, tại vì chị cũng đau sơ sơ thôi, nhưng mà chị thấy cái việc là đi cầu của chị á là có hiệu quả. Đó là chị mới uống thôi nha. Bởi vì này uống trước chị nè. Bởi vì uống nay 5 ngày rồi, chị mới uống có 3 ngày à, mà chị thấy kết quả quá trời luôn. Nhưng mà chị biết sao không, chị đã coi vlog của em rất nhiều rồi, lâu lắm rồi. Chị cảm thấy là cái thuốc này nó đã đến với chị từ lâu rồi. Tức là chị tin như vậy. Ồ, đâm ra là chị cứ mua thì chị cho. Hôm rồi chị uống mua một lần 3 hũ, nhưng đợt này chị mua 10 hũ. Chị rất trân quý em là lý do em hy sinh đó cho mọi người hết. Đâm ra là tại vì chị cũng tu, chị cái tâm chị cũng như em á, chị hy sinh được cái gì chị hy sinh hết. Là tức là chị cứ nói với chồng chị và con chị, mình sống mình cứ phải hy sinh, mình cho người ta thì là của để dành, còn mình ăn là hết. Đó, đâm ra chị rất hợp với em. Đúng rồi, câu nói rất là hay. Ừ. Dạ. Chị đi, chị coi clip của em mà chị mê mẩn luôn. Anh ấy ngày nào cũng trung vi lắm, chị bảo trời ơi, người ta làm tháng điều thiện điều tốt vậy thì đương nhiên mình phải coi thôi, chị bảo vậy. Dạ, chào anh. Đó anh đó. Ủa, em sao, biết anh nhiêu tuổi không? Anh quay nữa. Anh đang quay phim trở lại. Anh làm nghề anh live stream bên không phải bên sự kiện. Ồ vậy hả? Ừ. Cũng truyền thông à. Em đón anh năm nay nhiêu? À, chị nếu mà tại chị nói chị là 61 thì anh cũng cỡ chừng 62 thôi chứ. Anh 65 tuổi. Không, ai cười cái coi. Trẻ. Ừ. Trẻ mà có ăn mặc, cách ăn mặc rồi cách như cái body của đó, anh á, nhìn khá là trẻ trung á. Em biết sao không? Còn hôm qua anh mới đi khám về là chị ngay chiều tối qua chị không cho uống thuốc nữa. Chị cho uống cái này.
Bây giờ cả nhà chị đều uống cái nải đen này hết. Đó. Mà chị nói thật luôn nha, uống và ăn rất ngon, ngủ rất ngon. Ồ. Mà làm như là cái trong cái tâm của mình nó hưng phấn hơn nữa đó. Đâm ra nếu như mà chị nói thật, chị đang thì nói chuyện với em đây, chị không phải là chị tâng bốc em hay là cái gì. Cái này là thật sự trong lòng chị nói. Nếu như bà con nào mà bị bệnh xương thì mạnh dạn sẽ nhờ đến Trung Vlog chuyển cái này chuyển cái này cho về xài cả gia đình đi, hết bách bệnh. Thanh là Thanh nói thật luôn, chị Thanh nói thật chứ không phải là cái gì. Mình vừa cứu các người, mọi người không bệnh thì mình mới vui, thì em công nhận đúng không? Đúng em rồi. Đi làm thiện nguyện thì em cũng mong vậy thôi. Thì chị bây giờ chị cũng mong mọi người nước Việt Nam mình, bà con nước Việt Nam mình, cộng đồng Việt Nam mình và hải ngoại và các người trên thế giới biết đến cái này, dùng thật sự rất là hạnh phúc. Chị nói thật, nếu như chị đang nói thật luôn là gia đình chị có tu, chị mới gặp được em ngày nay em đến đây nhà chị đó. Chị nói thật luôn, nếu như các quý vị, những quý vị và các anh chị em và cộng đồng, nếu mà coi được cái clip mà Thanh đang nói đây là hoàn toàn là sự thật. Cái tâm của chị là coi em và cú đấm thép và nhân gà, nhưng mà chị thích nhất là em, tại vì cái tính của em rất là đầm, nhưng mà cú đấm thép hơi nóng xíu thôi, nhưng mà cũng rất tốt. Và tâm thép tốt lắm, tốt lắm. Chị coi nóng thôi. Chị thấy nó nóng tánh, nhưng mà rất rất là chị rất là trân quý em với cú đấm thép, nhân gà cũng rất tốt. Trời ơi, coi mà những cái mình không thể nói được, mình chảy nước mắt, mà mình thật sự ra mình chảy nước mắt về hạnh phúc. Tại vì trên đời này tại sao có những người tốt như vậy. Đó, chị này chị coi này chị như vậy. Rồi một chút xíu nữa chị xin Trung cái tài khoản. Nếu như mà em đi cái thiện nguyện nào, chị coi được là chị sẽ phát tâm. Chị sẽ lúc đó là chị sẽ gửi vào tài khoản của em là để giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh nào mà chị coi clip của em chị thấy chút xíu cho chị cái ok chị, cái đó là cái mà đó là em sẽ cho, tại vì là đó là cái giúp người ta chứ không phải là giúp mình, mà quan trọng là giúp được người khác là mình cũng có một cái gì đó công đức. Và thật sự nó là khi em đi làm clip như này á, những bệnh nhân khi mà nói ra cả nhà tới họ nói ra mà cảm giác họ tuôn trào luôn đấy. Họ tuôn trào, họ có cảm xúc, họ muốn thể hiện ra cho bà con mình biết, được chia sẻ, cái lan tỏa cái niềm yêu thương, cái niềm gọi là hạnh phúc cũng như là cái tự tin của mình đấy. Đúng rồi. Khi dùng sản phẩm á, cho nên rồi một số bà con coi clip xong kêu cái này là đóng kịch hay sao. Không á. Có. Có là như vậy đấy. Đây là những clip thực tế ở nhà nha, Trung Cam là thực tế khi mà đi đến trực tiếp gặp bệnh nhân của mình để chia sẻ lại. Cái này là thật sự á, chị nói thật luôn là chị là người rất sợ nhân quả. Là chị không có biết nói tốt, tâng bốc quá, lên tâng bốc ai hết. Cái này là sự thật, đều sự thật chị nói thôi. Là chị nói thật, hôm nay chị gặp được em á, là chị rất mừng. Thì chị cũng muốn chia sẻ những cái gì mà của chị. Giống như kiểu là nãy giờ chị nói cho em thấy không, nói không để ai nói trên, là toàn như cái cảm xúc, chị, đúng rồi. Tuôn trào ra cảm xúc của chị tuôn trào ra. Chị giống như là gặp được một người ơn trên ở đâu, tự nhiên bây giờ về gặp mình, tự nhiên là nó cùng một cái luồng từ trường đó, từ trường với nhau, tự nhiên mình tuôn trào trần. Chứ thật sự ra là vlog này á, thật sự ra chị cũng nói thật với Trung, đáng lẽ hôm nay chị nghĩ bụng là chị không có bao giờ chị được hạnh phúc mà gặp em đâu, chứ đừng có nói sắp xếp trước. Chị nói thật luôn là như vậy. Là nếu mà các bà con có coi được hay là các quý vị trên cộng đồng mạng coi được thì cái clip này là thật sự là tình cờ. Và cái này là mình suy nghĩ sáng sớm nay, mình mới suy nghĩ nói với bé Ngân là xin cái điện thoại của anh Trung thôi, chứ mình nghĩ là chưa chắc nó gặp được Trung, tại vì Trung đi nhiều quá, những cái bệnh đó, điện thoại không bắt máy. Không, chị không nói em không bắt máy. Chị làm rất là nhiều người, chị điện cho người ta, chị coi được cái mảnh đời mà người ta khổ quá, chị điện thoại lên để chị gửi xin số tài khoản, chị gửi tiền vào, nhưng mà chị điện thoại không bắt máy. Chị mới nói với sáng nay cũng mới điện cho một người, thế là bà gì nói với chị, nói và là người đó không có duyên với chị, cái người nghèo đó người ta không có duyên với mình.
thì làm là cái người mà làm thiện nguyện này người ta không có bắt máy, chị điện 3-4 lần luôn em ạ, không thể bắt máy là thôi chị buông luôn. Chị nói là chắc không có duyên. Chị dùng bột ngải, một thứ bột ngải đen này là chi, tại vì nó quá tốt rồi. Chị thấy gì uống như vậy, mà chị uống thì chị thấy chị đi cầu được. Chị bị táo bón đó, chị bị bệnh trí mà. Thì chị thấy là tốt rồi, chị mua cái này thôi. Khi nào mà những người nào mà người ta bị bệnh ung thư á, thì chị sẽ mua thêm cái chống ngải chống độc nữa để chị pha vô. Chị cũng uống cái bột ngải đen này với mật ong. Đó thì chị cũng y chang như là bé Ngân nói chị đó, chị về chị dùng y vậy luôn thì hiệu quả là rất là nhanh. Đúng rồi, để mà nó toàn diện nhiều bệnh cả nhà thì cái loại ngải đen này nè cả nhà, pha teo tỷ lệ 82 với ngải chống độc, nghĩa là 8 phần đen phải hơn cả nhà nha, phải hơn 8 phần đen 2 phần chống độc thì nó sẽ toàn diện cái những bệnh của mình hơn, nó có trị đa bệnh hơn. Đó là cho trong những cái chỗ chia thầy, các thầy chia sẻ lại và chỗ mà Trung cũng làm cái thí nghiệm về cái chất lượng trong cái củ như thế nào để làm ra tốt nhất có thể đó cả nhà nha. Đấy là nếu cả nhà mình làm thì làm như vậy, còn chỉ là chỉ đang dùng ngải đen là chính. Bây giờ chị đang gọi, nãy giờ chị cũng đang gọi cho một vài người mà người ta bị ho đó, ho lâu rồi đó, thì đến chị cũng cho người ta uống để cho người ta hết ho. Chị cầu xin, chị mong muốn là mọi người đều không có, cũng như uống cái ngải đen này để hết bệnh rồi cho mình cảm thấy mình vui sướng. Chị thì chị thích là chị đi, nói chung là chị đi chùa thì chị không có thuộc kinh gì hết á, nhưng mà chị thích đi làm những cái điều tốt vậy thôi. Lúc nãy nghe chị Mai Thanh nói là cái sẽ phát tâm đi làm từ thiện giúp những người nghèo về cái thuốc này á, thì cái kế hoạch kỳ là như thế nào chị Ma Thanh hả? Kế hoạch của chị á thì chị mới là nhỏ gọn trong cái tâm của mình nguyện trên bàn Phật là thí dụ như bây giờ chị thì chị cũng quen biết rất là nhiều, tại chị nhà chị làm công ty bán gạch Ấn Độ á, thì chị quen biết rất là nhiều. Bây giờ chị nghĩ là một là khối mà bạn của chị, bạn của con chị, bạn của chồng chị và trong dòng họ của chị là những ai mà đã đối diện với chị mà nói là tôi bị cái này điện kia là chị mua chị cho hết đó, là chị là trong tâm chị đã thì muốn như vậy, là trong cái dòng họ của mình, dòng họ trước cho mọi người, tại vì mọi người dòng họ của mình lo trước. Một là người ta hết bệnh thì bà con mình mà thì mình yên tâm cái đã. Đúng rồi, cái đầu tiên mình phải lo cho đó, người nhà mình trước. Rồi chị mới nghĩ là chị sẽ làm cho bạn chị. Bạn chị xong rồi chị mới làm ra người ngoài, nếu như người này giới thiệu chị ơi cái bà kia bà bị như vậy nhưng mà giờ bà nghèo quá thì sao bà có tiền bà mua, bà thì thôi để chị mua chị cho. Đó là cái tâm của chị, là chị nguyện như vậy á. Em thấy được không? Dạ được, quá được chị. Quá được chị vậy thôi. Cái về cái vấn đề từ thiện, cái quan điểm của em cũng vậy. Đầu tiên mà nếu người nhà mình chưa lo được người nhà của mình á, mà mình đi làm bên ngoài giúp bà con bên ngoài thì đó cũng là cái nó chưa đúng với cái lẽ tâm lắm. Đúng rồi. Mình phải giúp người nhà mình trước, người nhà mình đủ đầy trước rồi mới ra tới bên ngoài, đúng không? Đúng rồi. Chị cũng vậy đó. Giống như gì nè, từ hồi đó mà nếu bây giờ cái giò cái gì đấy chưa bớt bình được mà gì lại là phải đi giúp những người khác thì đó là mình. Rồi hết rồi, hôm nay mua đòi chị đặt mang về ngoài đó cho đó. Kêu chị đặt đó mấy bữa đó đau nhất mà mình quên để chị diện cho con cái này luôn. Em mà không đi được phải em Trung ơi bữa nay đứng lên nó xuống rồi đứng lên đấy rồi chị đứng thử rồi đứng lên đi cho Trung biết đây nè, chị đi thẳng ra coi, hôm rồi không đi được, hôm rồi có đi được đâu. Ồ hôm nay đi thẳng rồi, hôm rồi đi vậy đó không đi được, mà mới đi bình thường rồi. Mới hôm nay bảo thay là bảo thuốc tiên gì nói thuốc tiên thuốc tiên gì đấy thuốc tiên cái nhà ơi, còn một người nữa, còn nhỏ bên này chị cho nhỏ bên xóm mà cho, còn đặc biệt nữa bị đau vai gáy mà uống vào hết trơn. Ủa nước này chị dùng hả chị? Nước chị đâu, chị lâu lâu chị mới mua về để chị tiếp khách. Nhà chị đến nhà Trung nè, chị cho em coi cái này, chị giới thiệu chị em cái này, em thấy chị được không? Hôm nay em như là người thân của chị biết bao lâu rồi, bây giờ chị mới gặp em nè. Đây nè, nhà chị xài cái này thôi. Đây nè, cho nước này nấu nè, nước này uống nè, nước này uống thuốc nè, nước này rửa mặt đó, cũng là một cái nước đi ấy.
một hệ thống nhưng mà mình lấy được loại nhiều loại nước. Cái này là chưa uống được nè, nó chưa cho mình xài đó. Cái này là kèm á em. Dạ. Đó ion đó. Nhà chị xài cái này thôi. Em uống này không chị lấy. Mấy của Nhật kia. Mấy của Nhật. Insaban. Của Nhật á. Dạ. Con chị xét về đó. Dạ. Con gái chị mà. Con gái chị hồi xưa nó đi bay, nó làm tiếp viên không. Ủa nhưng mà bây giờ nhà chị làm công ty rồi, chị già rồi. Năm nay 61 rồi em biết không? Em nói năm mấy chị già rồi đó. Chị già lắm rồi đó. Tâm hồn chỉ trẻ trung như vậy mà không biết sao mà già được cả nhà. Đặc biệt là ở kế cái chùa Trúc Lâm kế bên luôn. Đúng rồi. Đi hay đi chùa không chị? Chị làm công quả cũng có. Sang chặt củi bê củi chị khỏe lắm. 61 chứ chị khỏe lắm mà. Dạ. Ủa chị bê củi chị chặt đồ chị vác đồ dữ lắm á. Nói chung ra là sống ở đời thì thật sự ra là mình cũng nói thật luôn với các quý vị là mình không có giận hờn ai hết, là không có nóng tính, không giận hờn ai hết. Mình hy sinh cho mọi người xung quanh thì mình sẽ được hưởng những cái lợi lạc cho mình, là cái gì, là sức khỏe, là niềm vui, thì đâm ra không già. Em thấy không, mình lúc nào mình cũng vui vẻ vậy đó chị. Chị có giận ai lắm. Trong gia đình chị là bên gia đình chị là mẹ chị, rồi gia đình là chị lo hết vào tay chị. Nhưng mà hỏi bà gì coi, chị không bao giờ chị nhằn mẹ chị dù một câu. Chị nói thật với em chứ mình nghĩ mình sống kiếp này là sống gửi mà, sống sống tạm. Đó thì chị cứ tu và chị cứ làm điều tốt thì chị hồi hướng để về Tây Phương. Đó đâm ra là những lời nói của chị, những cử chỉ của chị không bao giờ chị nói sai một lời nào hết. Chị không biết xạo với ai, chị không biết nói dối ai, chị không tham của ai. Chị hy sinh, chị chỉ biết cho chứ chị không biết nhận về. Đó là tính của chị như vậy. Đâm chị mới trẻ được như thế này. Là bắt đầu hôm nay chị mới tha cái này cho anh uống. Là hôm nay mới bắt đầu. Thì anh bảo là thôi anh uống này lần thôi. Chị nói không, cứ phải hai lần. Anh bảo anh hết rồi, anh nhẹ lắm. Mà không, cứ phải uống. Uống cái này là chị cho anh uống là uống. Tại vì cái này đâu có hại gì. Uống suốt đời được. Đúng rồi. Chị đâu có sợ đâu. Mình đúng. Là chị á. Muốn ngừa được luôn. Bảo đảm với Trung ha. Bây giờ em nhìn chị cái này phải không? Chị mới uống thôi. Chị uống chừng 3 tháng sau em nhìn không ra chị. Chị sẽ đẹp nữa. Chị sẽ trẻ nữa. Không. Nhưng mà chị uống ngoài nha. Chị thấy hương phấn to. Rất là vui. Mà ngủ được. Ăn được. Nó như cái nguồn năng lượng cho nó làm nó thích lên cái đầu mình lên nó rằng lên. Đúng rồi. Đó là cái cảm giác là em uống mỗi ngày em biết nó luôn nó mang cái năng lượng cho mình. Nó em biết gì không? Năng lượng là cái thứ nhất, cái thứ hai là nó lưu thông máu huyết. Dạ. Là như thế này chị uống chị mới biết lưu thông máu huyết nè. Tại sao bà dì của chị hồi xưa tới giờ không bao giờ ra mồ hôi. Mà bà uống cái thuốc này vào, cái ngại bột ngại đen này vào nha. Bà ra mồ hôi. Bà nói là trời ơi ra mồ hôi nhưng mà người rất là khỏe. Chị mới nói một câu. Vậy là hồi xưa gì không có, người gì không thoát được mồ hôi ra thì nó không thoát được chất độc. Nhưng mà bây giờ uống cái bột ngải đen vào, nó làm cho máu huyết của mình lưu thông. Đó là cái quan trọng nhất, là đâm nó mới ra mồ hôi. Mà đây là hôm nay ngày mốt Nhật đòi về. Chị không cho về. Chị nói gì phải ở đây con chữa cho gì. Đến được 2 tuần thì con đưa dì đi tái khám. Dì đi thử đường huyết là hết tuyệt vời rồi thì con mới cho dì về. Mà dì mới nói chị gì nè. Chị dì không cần biết, nhưng mà năm ngày nay dì không uống thuốc tiểu đường, dì không uống thuốc huyết áp, nhưng mà người dì rất khỏe, là dì biết là uống cái thuốc này là thuốc tiên. Đó, dì nói cái này là nhân chứng sống chứ không phải là chị không xạo đâu nha Trung. Trước đó gì là có dùng, có bị tiểu đường là bao lâu? Bị tiểu đường năm nay là gần 3 năm rồi đấy. Tiếp mấy rồi đó? Đầu tiên là nó là tiếp bắt đầu phát hiện ra là 7,4 xong thì kiêng nhiều quá thì nó xuống được 6,4 lần nữa đi khám thì xuống được 5,2 đấy. Rồi còn từ hôm giờ là cứ ăn đều như vậy thì ít đi khám, cứ 2 tháng mới đi khám một lần. Thì bây giờ là còn lại vẫn 6, từ hôm vào đây từ cháu cho uống thuốc là bỏ hết các thứ thuốc. Nhưng mà cái quan trọng dày là bỏ hết không uống nữa. Thế bây giờ tư tưởng thì nó thoải mái hơn, nó khỏe, rồi uống vào người này ngủ được, ăn được.
rồi là người nó khỏe, mệt, mồ hôi nó ra, nó toát ra nhiều, nó không như hôm nọ nữa. Hai thông khí huyết lưu thông máu huyết rồi, vai nhức nhưng bây giờ khỏi hết rồi, không việc gì nữa, không thấy đau nhức gì nữa. Dì nói thế này mà dì không bộc bạch thẳng ra cho em Trung biết, tức là không rồi, là dì bị tiểu đường huyết áp, dì uống ngày 2 lần thuốc, sáng lần chiều lần, còn ăn thì không dám ăn gì hết, kiêng ăn. Bây giờ vào đây chị bắt ăn hết, uống đường nè, ăn thịt nè, rồi ăn chay có nè, rồi ăn cơm rất nhiều. Hôm rồi vào đây em, hôm rồi vào đây ăn có nửa chén cơm một ngày. Chị hỏi gì chưa chết vì bệnh tiểu đường, chết vì mất sức, chết vì thiếu chất. Thôi dì uống cái nải đen này cho con, và dì không kiêng ăn nữa. Thật sự em ạ, không kiêng ăn mà uống cái bột này là tuyệt vời luôn. Hôm nay 5 ngày rồi không đụng tới viên thuốc nào hết. Đấy là chị tuyệt vời thì chị rất là sướng luôn. Là lý do là chị cầu xin là mọi người trên trái đất mình biết được cái này để mà uống. Tức là uống để làm gì? Để đừng có bệnh hoạn. Bệnh là rất là mệt, mà bệnh là cái tinh thần nó không có nữa. Đâm ra chị muốn là mọi người đều biết đến, mọi người đều dùng nó để cho con người mình khỏe mạnh. Không phải đi bác sĩ, không phải nằm bệnh viện, không phải tiêm, không phải chích. Chị nói thật với em, nằm bệnh viện rất là khổ luôn, mà rất là tốn tiền. Thì dạy gì mình không uống nó, mà có hại gì đâu. Đó, bây giờ chị bắt cả nhà chị uống hết. Chị và con gái của chị nè, chiều nay về bắt đầu chị pha, chị bắt nó uống nè. Em biết tại sao không? Nó đi làm suốt ngày, tại vì nó là giống như nhà chị mở ra thì nó là tổng giám đốc của cái công ty này. Nói chung thì em biết rồi. Bận lắm, không có việc gì đây cho chị coi, chị cho em coi. Không có một việc gì là không đến tay. Giỏi lắm em ạ. Coi như là biết mấy thứ tiếng. Giỏi mấy tiếng luôn. Đây con chị đây, coi gạch ngói là bên gạch ngói đang có gì em, có ai làm nhà làm gì bên đấy. Bên gạch ngói hả? Ừ. Nguyễn Thanh Hiền tổng giám đốc. Đấy. Trời trẻ mà đẹp vậy. Ừ. Chưa có chồng, chưa có bồ gì hết, em có hai làm mai đi. Bao nhiêu tuổi rồi chị? Năm nay hả? Năm nay ba mấy rồi, tuổi con mèo. Ba mấy? Ba sáu và bảy gì á. Trời, khuôn mặt này cả nhà. Hiền lắm. Ôi, xinh quá thì xinh luôn nè. Rất là giỏi em ạ, à, biết mấy. Là tổng giám đốc nha cả nhà. À, chiều nay uống nha, chiều nay về uống thuốc này đó. Anh nào mà hiện tại cũng gì đó mà phù hợp với cái một vị gọi là tổng giám đốc thế này, xin đề thế này thì cứ liên hệ qua. Trung đi. Sợ mà không liên hệ nhiều lắm. Em. Em nhớ nha, mà có ai mua làm nhà mua gạch Ấn Độ thì giới thiệu cho chị. Đâu công ty đâu rồi? Công ty đó. Đó chị. Ừ. Fineincco.com. Ừ, đó công ty đó. Là chuyên về gạch Ấn Độ nè, nhập luôn. Nhà chị nằm, nhà chị có nhà máy gạch bên đó. Địa chỉ cái nhà 18D Ngô Quyền, phường 6, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 0288 889 3839. Và đây là cái của tổng giám đốc. Đây là khuôn mặt để các quý vị liên hệ để làm ăn, chứ không phải đi chọc gái cả nhà. Hợp tác để với nhau. Ăn, đúng rồi, hợp tác với nhau để chứ không phải còn có duyên nữa, đến thì đến. Đúng rồi. Mấy gì mà phiền là mấy anh, nhất là mấy anh mà phiền thì chết khổ lắm. Em Trung biết không? Tức là nhà chị là nhà máy gạch ở bên Ấn Độ. Yeah. Thì là giá gốc, là giá tuyệt vời. Nếu như mà gạch xịn luôn, chứ không phải là nói chung là bây giờ khách cũng rất là nhiều rồi. Hôm qua chị mới chuyển lãm ở Quang Trung nè, cầu vượt Quang Trung á, mới thực thi xong. Yeah. Hôm nay cũng đang chuyển lãm ở đó. Thì chuyển lãm nhà mình gạch. Ừ. Bà đang bảo Trung mở cái này ra để chuyển lãm ấy, ý bà nói vậy. Thời gian đâu nữa mà mở. Đi làm thiện nguyện không mà gì ơi. Nói chung là cũng tùy theo cái duyên nó kết nối thế nào nữa. Chứ giờ thì chưa có làm về cái chuyên môn này. Thật ra mà nó gặp mình nó mù tịt không biết cái gì hết trơn. Đúng rồi, mình không biết đâu. Mình nói chung là làm cái gì nó cũng quen cái đó. Mình không có nói chung là làm nhiều quá nhức đầu. Con gái chị này nó cũng nhức đầu lắm á. Rồi chị bây giờ mình về hưu đúng không chị? Chị về hưu rồi.
Một con mình nó làm thôi. Của mình con cái nó làm, tổng giám đốc làm thôi. Chị ở nhà thôi. 61 tuổi là hưởng phước được rồi. Thì chị ở nhà đó. Đúng rồi. Ở nhà rồi. Chị làm việc nhà rồi chị đi làm cái này cái kia. Chị đi phóng sanh. Rồi chị đi làm từ thiện. Chị đi các thứ làm. Chị không được như em. Chị làm thiện nguyện như em. Nhưng mà chị chỉ làm chút chút thôi. Rồi mình có cái tâm của mình là cũng hướng về thiện nguyện. Tâm mình cũng là thích làm như em nhưng mà không làm được. Mấy chị mà cô ở cái nhà mà đi làm thiện nguyện, cái tâm hồn nó phóng khoáng, nó vui vẻ lắm đó. Mấy cô chị đồ đi chung với cô Lộc, có chị có coi cái đây đó, Duyên nè, cô cô Lý nữa, chú Linh đó. Tâm hồn rất là thoải mái vui vẻ lắm, mặc dù ở lớn tuổi sáu mấy, hàng sáu mấy không đấy, thầm bảy mấy luôn á. Khỏe thật đi. Chú Linh cô Lộc cả nhà hàng bảy, chú Lộc cô chú Linh mà hàng bảy cho mấy đó, mà tâm hồn rất là trẻ. Đúng luôn. Rồi, khỏe mạnh nữa. Đấy, khỏe mạnh luôn, rất là hay cả nhà. Mà những cái cô đó hình như người Hoa hả em, hay là người Việt mình? Người Việt mình đấy. Sao chị nhìn giống người Hoa quá hả? Dạ. Hoa hơi giống người Hoa, như chị nhìn hơi giống người Hoa. Khổ vậy à? Như là mấy người tâm hồn trẻ hơi giống, có cái nét người Hoa nha. Giống giống. Nhưng mà chị biết tiếng Hoa. Hồi xưa chị đi làm với công ty du lịch á, chị cũng biết tiếng Hoa. Còn con gái chị nhà học tiếng Trung Quốc, học tiếng đại học Trung Quốc xong rồi. Còn tiếng Anh thì cháu giống như kiểu học sinh giỏi hồi xưa là trường chuyên của Trần Đại Nghĩa đó, ở quận Nhất đó, là học trường chuyên tiếng Anh. Rồi cũng biết tiếng Hàn Quốc nữa, nói chung là cũng biết vài thứ tiếng. Rồi bây giờ thì làm bên Ấn Độ, làm nhà máy gạch ở bên đấy, gạch bên Ấn Độ. Rồi đi đi về về, đi suốt à. Con cái giỏi quá hèn chi. Mệt lắm. Không, mẹ là mẹ luôn luôn là người có tâm có đức có phước, thành ra con cái mình được hưởng cái phước như vậy. Bây giờ con cái được gọi là có sự thành công mà ba mẹ nào cũng được mong đợi như vậy hết đó. Mà được cái con chỉ có hiếu đó, có hiếu lắm luôn á. Hỏi bà gì coi, hiếu dữ lắm, lo cả cho bà ngoại nữa. Chị bây giờ chị không làm gì giao hết rồi, coi như là lo hết. Bây giờ chỉ còn thiếu một cái thôi. Đúng rồi. Biết rồi. Để chờ cái đó đắp lại, bù đắp lại. Hay là tới nuôi mẹ ba mẹ suốt đời. Không, con nói câu đấy mà. Bà thôi con ở với ba mẹ suốt đời, con không lấy chồng. Nói câu nói đó. Thì nói là thôi bây giờ con không lấy chồng, con ở vậy, con làm hiếu ích cho đất nước, con làm hiếu ích cho mọi người, cộng đồng. Con rất là thương mọi người, rất là thương đất nước này, rất thương yêu quý mọi người trong nước Việt Nam mình. Đâm ra là con phải hy sinh, con phải làm nhiều để con giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Chuyên môn đi cho tiền người ta mổ tim mấy em. Đi làm thiện nguyện nhiều lắm. Nó đi nhiều hơn chị. Chị chỉ làm những cái việc mà chị nhìn thấy thôi, xung quanh thôi. Và chị đi phóng sanh. Một tuần hai anh chị đi là một tuần ba lần đi phóng sanh. Rồi bên chùa, gần chùa này có làm gì thì chị cũng qua làm. Rồi các thứ vậy đó. Chị thì làm ít, nhưng mà Hiền thì làm nhiều. Tại vì Hiền đi theo những, đi theo bạn bè cái đoàn á. Ví dụ như tối mình về mình ngủ rồi, Hiền thì đi ban đêm, đi xuống những cái gầm cầu á, đi cho người ta trang chiếu mùng mền. Rồi những em bé nào mổ tim thì một đội bạn hùng tiền vào cho đóng tiền cho ta mổ tim. Rồi ai chết không có hòm để cho hòm. Đó là được cái tâm cũng rất là tốt. Wow. Nhà chị ba người đều có tâm thương người lắm. Tuyệt vời. Thì đấy. Nếu như mà có cái người nào đó khó khăn thì họ tìm tới chỗ chị, nhờ chị giúp đỡ thuốc á, thì chị sẽ có giúp được không? Được chứ. Chị sẵn sàng à. Chị đã hứa trong tâm chị rồi. Chị nói thật em luôn, chị sẵn sàng chị giúp. Chị rất là thương những người nào mà người ta hoàn cảnh khó khăn mà ta mang cái bệnh hiểm nghèo hoặc là bệnh nhiều bệnh á. Mình rất là thương, tại vì em cứ nghĩ đi. Thí dụ như bây giờ em nhìn chị, em nói chị năm mấy thì mình có cơ thể tốt, mình được điều kiện, mình sống vui sống khỏe thì mình mới được như vậy. Nhưng mà chị nhìn nhiều người á, tại sao người ta còn trẻ tuổi, người ta già quá mà người ta cực khổ quá. Cái đó thì mình cũng một cái là rất là xót ruột á. Chị coi trên clip mà chị cứ như vậy hoài đó. Chị phải coi đó. Là chị nói thật, gia đình chị, con chị
làm cũng muốn làm từ thiện, làm thiện nguyện, nhưng mà chị cầu xin chị làm được một tí xíu của em thôi và tí xíu của cụ Đống Thép nhân gà thôi. Trời ơi, chị nói thật là chị quý lắm những người như em nè, rồi cụ Đống Thép nè, rồi nhân gà nè, xong mà chị cứ coi suốt ngày vậy đó. Nếu mà anh nằm mở ba người này ra coi, nhưng mà em là coi nhiều nhất. Dạ, đó cũng là cái duyên đưa đẩy đến mà mình làm. Thật ra mình có tâm từ trước, nhưng mà nếu mình không có duyên thì em không có được cơ hội để được làm như vậy đâu. Bây giờ mình làm như vậy mình rất là mừng, rất là mừng khi mà thực hiện việc đó. Đúng rồi. Thuốc này thì em cũng có giúp bà con, những bà con nghèo á, không có tiền. Chị thấy mà em cho khá là nhiều. Đó là chuyện mình chia sẻ lại chị thấy mà cái khó khăn cho người ta. Chị ơi, bây giờ cho em, chị cũng làm như vậy thì ở đây em cũng có cái này gửi cho chị nha. Cái này là để cho chị, để chia sẻ lại là bột củ nghệ đen và bột củ nghệ chống độc. Tuy nhiên lúc nãy tụi em có nói là nếu mà cái nhà mình pha theo tỷ lệ 8-2 á thì nó sẽ có mang một kết quả nó tốt nhất có thể, gọi là tuyệt đối hơn khi mà dùng cái loại bột nghệ này. Đây là hai loại bột nghệ mà nó mang lại cái giá trị chất lượng tốt nhất, với lại cái loại củ mà đem đang tìm kiếm ở đây á, nó khác xưa củ bên ngoài nó họ đang bán. Đông người đặc biệt và gần như là em đang tìm một nguồn nó gần như là độc quyền về cái việc đó. Và em biết cũng là thật ra đó là cái duyên đưa đẩy, chắc là may mắn thôi đưa đẩy để cho em tìm được cái nguồn gốc nó lại chất lượng tốt như vậy. Đúng rồi. Mà để cho chia sẻ cho bà con. Thực ra từ ngay từ đầu em khi em bán cái này cũng là có duyên đưa đẩy tới. Đúng mà rồi. Mới làm việc này. Nếu mà theo tỷ lệ 8-2 thì ở đây là em cái hũ này nó nghĩa là 4 hũ nghệ đen và 1 hũ nghệ chống độc. Chị ha. Đây em gửi cho chị nha, tặng chị nha. Trời ơi sao nhiều vậy? Thôi cái này là em gửi tặng chị để có cơ hội chị giúp đỡ ai đấy. Ok anh. Chị có giúp đỡ. Trời em làm nhiều quá. Dạ, cũng giống như là cái đơn hàng chị nói mà để chị giúp từ thiện đó, cho để chia sẻ lại cho người nhà hai bà con đấy. Thì em sẽ tính chị cái giá ưu đãi là giá theo giá từ thiện, là em chia sẻ là bớt tính về giá 300.000 thôi. Thay vì 350 tính 300 thôi. Đấy cái nhà vậy rồi còn cho nhiều dữ vậy. Không, cái này em nói là em gửi cho chị, gọi là gửi chị biết rồi, nó như em tiếp sẻ. Tiếp cho chị tiếp tay chị để chị đi làm từ thiện cho những người người ta bị bệnh. Dạ, chị biết rồi. Nhưng mà chị nói thật em á, là chị cũng nghĩ y như cái câu em vừa nói nãy. Chị nói là cái cơ duyên này á, các ngài đưa tới cho em, tại vì em là một người làm thiện nguyện thật lòng, là các ngài đưa tới cho em cái nguồn mà cái ngải đen này nè để cho em cứu người. Chị nói thật luôn, đấy là trong tâm chị lúc nào chị cũng nghĩ như vậy, chứ không phải tự nhiên mà gặp đâu. Chị nói thật, chị người tu, chị nói thật em, chị hay có cái từ trường mà nhanh lắm, kiểu như giác quan từ trường. Chị biết em thật, là nói thật với em á, trên trời dưới đất này á, nhiều người người ta mời mọc chị đủ thứ hết trơn, chị không mua. Nhưng mà chị trong đầu chị không tin những người đấy thì không bao giờ chị dùng. Nhưng mà trong đầu chị đã tin em rất là lâu rồi. Chị thật sự luôn, chị tin em là một con người có tấm lòng Bồ Tát. Chị đây này, chị nói thật luôn nha, cái tâm chị đấy. Không phải em đưa mấy hũ ngại này. Đó môi trường đó. Thôi chị mà chị nói hay đâu. Chị nói thật á. Hồi xưa tới giờ là chị đã nói rồi, có tấm lòng Bồ Tát mới làm được những điều đó. Gặp như mình là thua. Chị nói với chồng chị, anh gặp như em là thua, em làm chuyện còn con. Chị mở ra chị chỉ anh cho em, cho em cho anh coi. Chị nói đó anh coi, người ta đi nắng đi mưa, anh thấy không, người ta làm như vậy đó. Còn cái chú mà mộ tim đó không có máy, nó không có anh Trung, rồi đừng có hòng mà bánh bao giờ mà xin được. Cái bạn thật luôn, tim đó cái nhà thì đã xong xuôi chân rồi, bạn người ta đã khỏe rồi, sức đi về rồi. Có dịp đó Trung sẽ quay lại ghi hình để mà một video ngắn ở đó để tổng kết lại cái hiện tại. Chia sẻ bà con cái niềm vui luôn là cái số tiền mà bà con gửi á, thì cũng như chút đỉnh để có thể lợi, có thể là có một chút trang trải thêm để mà sức khỏe của mình đó, và lợi rồi gửi lời cảm ơn tới Trung và cảm ơn tất cả mạnh quân và cảm ơn khán giả đã yêu quý yêu mến lợi, đã giúp cho lợi qua được cái giai đoạn mà là có thể khó khăn của cuộc đời. Coi nó rất là cảm động em ạ. Cảm động mà người mà yêu quý nhất, người mà người ta trân trọng, mà người ta biết ơn nhất là em. Không có em là sao nói những cái các quý mạnh thường quân mà người ta biết đến đâu.
mà chị cũng rất là trân quý những mạnh thường quân, các quý mạnh thường quân ở bên nước ngoài đó, và tấm lòng rất là tốt. Chị thấy chị coi chị rất là cảm động. Dạ em nghĩ chắc là tất cả là do là duyên. Do duyên hết em. Duyên đó. Nó mình đi ngang mình gặp luôn rồi cái mình giúp nó. À đó. Đó bây giờ giống như là một người ở các ngài ở trên đó là đâu phải tự nhiên đâu em, cái này là duyên hết. Tức là gửi gắm, các ngài sẽ gửi gắm người nào đó như em. Đi làm cứu đời, cứu người. Đó. Như em mang cái này em không làm làm sao nhà chị biết được mà cứu bà gì đấy. Bà gì bị bệnh đau chân tưởng từ nay đến hôm về ngoài Hà Nội không đi được. Mà uống cái thuốc của em có 5 ngày giờ đi được hết, đi thẳng chân rồi. Rồi còn thiếu tiểu đường là bỏ luôn rồi nha. Bỏ, thuốc huyết áp bỏ luôn. Đó, em thấy không? Làm sao mà có được cái may mắn đó. Đó là các ngài sắp xếp cho em đi cúng người. Nói chung là chị nói câu đó đó. Chứ không gì hơn mà. Ủa em không uống nước à? Dạ được rồi chị. Nói hồi nãy giờ say mê quá. Đến người ta, người ta. Bây giờ mình sẽ off video luôn rồi mới uống nước. Cho nãy là liên thiên. Cứ như vậy cả nhà chung qua nhà bệnh nhân là bệnh nhân có nó. Cái bây giờ ở dưới người ta nói trời ơi sao ông này cái bà này nói dữ vậy trời, như bình luận ở dưới đó người ta mừng quá. Đúng rồi, ta vui cả mừng nhà. Vui quá, ta vui, ta được có cơ hội ta chia sẻ cái vui của họ. Những cái bệnh mà ta nói là bệnh phải tốn tiền rất là đó. Nhiều mà không bớt, cứ hành hạ mà dày vò bản thân suốt ngày suốt tháng như vậy á, rất khổ, rất khổ luôn. Đâm ra có tiền, có tiền làm gì, tiền nhiều làm gì, tiền nhiều mà bệnh thì cũng như không rồi, không được gì hết. Đúng rồi. Bây giờ thật ra là nhân đây á, là có cái clip của em quay đây thì thật sự đó chị cũng không nghĩ hôm nay em quay chị đâu, tại vì là cái này tình cờ chị gặp được em là chị mừng rồi, chị đâu có biết là quay chị nữa. Thì bây giờ nhân đây á, thật sự ra mình cũng muốn gửi gắm tới trước hết chị cũng cảm ơn em Trung và các em như Ngân đồ các em làm đó, thì cũng có cái lòng Bồ Tát hy sinh cho mọi người thì mới làm được những việc này đó. Như Ngân rồi làm rất là khuya chứ không phải làm mà chơi chơi, rất cực luôn. Rồi những quý mạnh thường quân ở nước ngoài và quý mạnh thường quân ở Việt Nam mình đã cũng có lòng mà làm những thiện nguyện giống như là cũng vì lòng Bồ Tát mà thương người đã gửi tiền về cho chú Tư, hoặc là em chị hay coi đó, gửi tiền cho chú Tư làm ngại lúc trước đó. Rồi em cũng như là chia sẻ với những người bệnh này kia để cho em giúp á, thì có làm có lòng Bồ Tát gửi tiền về á, thì nhân đây mình cũng thật sự ra rất là vui, thấy bà con mình bên nước ngoài gửi tiền về làm từ thiện mình rất là vui, mình rất trân quý những quý vị đó. Rồi nhân đây thì mình cũng muốn là các quý vị đó mở lòng Bồ Tát nhiều nữa, gửi về nhiều tiền nữa để cứu những mảnh đời nghèo. Nói chung ra là những mảnh đời rất là nghèo và những người là có bệnh nhiều nhưng mà không có tiền chữa, không có tiền uống ngại này. Thì đó mình cũng cầu xin, mình cũng cầu mong và chúc cho các quý mạnh thường quân ở bên nước ngoài và ở trong nước mình là được bình an, khỏe mạnh và hạnh phúc, và được nói chung là sống lâu 140 tuổi. Tại vì uống cái ngại này chị nghĩ là mình phải sống được hơn 100. Chị đang nghĩ là như vậy. Giống như chị Hiền á, ông đồng thảo chị nói trời bây giờ á, tôi sống tới 100 tuổi luôn nè. Đúng rồi, đúng rồi. Chị cũng nghĩ vậy. Chị nói cái gì? Chị ơi, bây giờ chị cứ nghe con nha, chị bỏ hết thuốc, chị uống chỉ cái này thôi, chị không kiêng ăn, chị phải ăn đầy đủ và chị không kiêng ăn nữa, chị sẽ sống được hơn 100 tuổi. Đấy là chuyện con thấy rõ luôn là chị nói cái gì vậy đó. Đâm bây giờ là tiền đây thì chị cũng muốn chia sẻ những cái điều mà chị thấy được, chị có cái từ trường là chị nhận thấy được như vậy. Và chị rất là trân quý những các quý mạnh thường quân là đã chăm lo cho người trong nước mình, gửi tiền về nè, rồi nói chung chăm sóc mọi người nè, chị thấy là chị cũng rất là mừng. Tại vì là người ta ở nước ngoài mà ta còn nghĩ tới người ở Việt Nam mình thì cái đó là rất là quý em. Đó, chị coi chị rất là quý, trước hết là rất là quý em và quý các quý vị, các quý mạnh thường quân đó, trong nước ngoài nước, chị rất là trân trọng, chị rất quý. Đó, thì trước hết chị cũng cảm ơn em
và cảm ơn các quý mạnh thường quân và mọi người, và những ai đã, cũng bất cứ những ai đã có công làm ra những cái làm ra sản phẩm này, bột ngày đen này cho mình dùng, chị rất là cảm ơn. Chị cầu chúc cho những người đã có công sức đụng vào cái bột ngày đen này, của ngày đen này, chị cầu xin cho những người đó thật bình an, vui vẻ, hạnh phúc và sống vui, sống khỏe, sống lâu. Là nhân đây chị muốn gửi như vậy. Chị cảm ơn rất nhiều. Và đúc kết video này, nhà Trung nói lại một lần nữa, đây là video thực tế, ghi hình thực tế, và những bệnh nhân tự chia sẻ lại cho cả nhà mình lan tỏa yêu thương ra nhiều hơn nữa. Và đến lúc này thì Trung cũng xin khép lại video đây luôn. Chúc cả nhà luôn luôn khỏe, ai cũng được khỏe mạnh hết. Xin gửi lời chào tạm biệt. Chào mọi người. Thương mọi người, thương mọi người.